Rồi giao lưu với các bạn một cái cây mai cúc đại đó, cái này là bông to đó, đây nè, coi nó hiện diện, hoa nó hiện diện trên cây nha. Này định làm giống mà thôi, anh em nào có thiện chí giao lưu mình chia lại giá đó mềm cho anh em sưu tầm chơi. Đó, bông gần 4 tay nha anh em, giờ tay mình nó bự, còn nếu mà tay người ta nhỏ thì nó người ta đo 4 tay là chuyện bình thường nha anh em. Tay mình nó bự thì nó xè như thế này là quá ok rồi anh em. Bông to chứ không phải 7 sen nữa nè, 6 sen 7 sen trở lên cái vườn cây này nè. Cái này bây giờ làm ép ghim nó nắng lại trời nó âm u là nó tức là nó ra bông. Mùa này nó ra khá nhiều nha anh em, coi nào nó ra bông kịp thời mình phát hiện kịp thời mình giao lưu đó, mình quay giao lưu cho anh em tham khảo. Cái guồng cây bên gốc đỡ nó nằm sâu bên dưới nha nè, cho mình mới thay lớp đất đầu năm á, giờ không có xói ra nha anh em. Tay cần chơi cù rút nha, rễ xương dâm đàng hoàng ha, guồng cây đẹp coi đi lên này. Cái này mình chơi phong lùng nha anh em. Rồi bây giờ mình đo thông số chiều cao cây, chiều cao cây là 3 gang tay, 3 gang bề ngang của nó là 4 gang 8 tấc, cao 60 mà ngang 80 này, lùng không lùng này, này. Đó, nguồn cây này nè không? Chung cây mình làm dấu nó rõ ràng ngay từ đầu. Đó. Bây giờ nó ra bông thấy thì anh em xem tham khảo được thì giao lưu ha. Đó này, để mình quay phần bên này cho anh em thấy này. Đầm 4 lớp nha nè. 4 lớp mà bông nó lật cưa cho. Chung mình ươm mà giống đẹp hết nữa giao lưu cho không có giờ anh em hồi xấu đâu, anh em yên tâm nha. Con mình thì mình cứ chuyên khoản đủ mình đi coi nha anh em, mình thông báo trước. Nhiều cái anh em mới thì người ta bỡ ngỡ anh em, những cái sợ lừa đảo thì nói chung là ai cũng sợ, tâm lý ai cũng sợ, mà mình có cây mình có sản phẩm thì mình cứ giao lưu thoải mái, thông tin liên hệ đầy đủ. Số điện thoại mình là 0849020790 nha. Không, nhụy bung xòe rất đẹp không, nhụy đơm mà. Cái này nó hoa nó gần tàn rồi nè, nhìn nó cánh này giờ nó khuất chỗ đây nhiều khi mình không thấy, mới ép ghim xong là tức thì luôn đó, mới ép ghim xong thì bây giờ nó mình giữ lại cái bông này để cho anh em xem thực tế ha. Vùng cây đẹp, cùi tay đồ ngắn nha anh em, ra đúng điểm dương được 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, không các chi nó trẻ đối xứng lại nó rất đẹp nha anh em. Phong lùng